Ở sao này bên bờ kênh cầu 13 nha bà con. Hình như là cái kênh này cái tên của là kênh Hậu Trà Sư hay vậy, không biết phải không. Mấy cây này là mấy cái cây người ta ghim lưới. Sắp xong. Nhảy lên cái kỳ nó dính, có cái gai nó dính vô lưới, cá mè dính. Dồn mới lại đây rồi bắt đầu cá nữa, cá này nhảy nè. Lôi nắm lại thằng cháu nắm lôi trà lên em để ăn cái điện. Ủa Sáu ơi, cái trứng chả ra cái góc này nãy đâu vậy, không có thịt ra hay vậy? Ủa đấy nó còn nó hơi gì kỳ quằn trứng chả. Để đi, để trong nó đi. Đợi coi nó vô được rồi. Qua đã, qua bà. Bỏ chơi đó, con chơi đi xuống trước đi. Chơi đi cái mọn nữa, tắm á. Tắm hoài khỏi rồi nó buộc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ta đang dọn rác. Kêu bằng này dọn bã ở dưới đáy á, là lấy rác nó ra rồi chút người ta lùa, cái chân lưới vô mà ta mới ấy cá. Giờ người ta đang hốt bã, ra bỏ. Hốt bã là hốt rác đó, đông rác nè, thấy không? Ta đem ta liền ra, đằng khi người ta kéo vô đó, nó không có rác nhiều. Ta để cái rộng, ta để cái lỗ để đặt. ta sáng nhiều để trong này nhìn vào. Bữa này sớm mà sớm lắm, chưa không không đi dữ được. Đó đó lớp chả này hơn cứ hơi càng cái này bắt hết cái gì vậy bà? Dạ bội nữa. Cá hơn hôm qua nhiều hơn giới dòng bạc có được cá còn qua nhảy cá mì dìm nhiều ta đi dùng. Nó phải em rút cả chục cái rồi, bây giờ nhìn cho không bắt. Cái gọi là đặt nhiều không dữ. Tao. Rút dở tụi con như một đống bữa sáng. Đến thôi. Đến. Nói thôi, đưa xuống đi. Bây giờ sau này lên lông là hết. Lúc rồi hơn nào mà đổ trời tới vô chừng chục nó chèn bự đứng lấy này nó khỏe tao không nhỏ luôn cái này luôn phải không? Cái này nhỏ rồi nè. Đang dở trà. Cắm cây cưng lại đi, chỗ này tính này. Cá nó bị động mà nó nhảy lùm xùm.